Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Tôi hy vọng là các bạn thích cái intro mới đây thường chỉ muốn làm cái intro để cho nhiều bạn bớt căng thẳng mà thôi Thì hôm nay là ngày thứ 6 tại Hoa Kỳ ngày 23 tây tháng 4 Thật ra bây giờ là sáng thứ 6 Thuận tranh thủ làm một cái video ngắn trước khi mà Thuận bắt tay vào công việc công ty Thứ nhất là tại vì chúng ta thấy được tình hình Wow, à, bạn thấy được là tình hình thì khá là sôi động từ hôm qua cho tới bây giờ các bạn thấy được là giá cả đã đi xuống và Bitcoin bây giờ vẫn dưới 50.000 đô, bây giờ là 49.176 nhưng mà thật ra tối ngày hôm qua lúc mình thường ngủ giá Bitcoin đã xuống tới cái mức là 47.500 đô thì Thuận muốn dành thời gian để mà chia sẻ một số những cái cảm nghĩ cá nhân của Thuận cũng như là một số những cái thông tin với các bạn Tại vì chúng ta cũng đã nói tới rất là nhiều, hôm qua thường làm một cái video cũng rất là dài chia ra làm bốn phần liên quan đến tình hình của thị trường Nhưng mà nào mà chưa xem thì cũng nên xem cái playlist 1018 có bốn phần như các bạn nhìn thấy trên màn hình chia sẻ thêm nhiều cái chi tiết nhưng mà hôm nay thì sau khi đọc nhiều cái comment đó, thì thùng muốn làm một cái video để mà chia sẻ một số cảm nghĩ của mình với các bạn như tối nay thùng sẽ đi chích ngừa đợt thứ nhì cho nên sẽ không có thời gian để mà làm video thì chúng ta tranh thủ làm một video sáng ngày hôm nay thì các bạn thấy được là giá bitcoin thì bây giờ vẫn dưới 50 mươi ngàn như là thùng mới vừa chia sẻ thì tình hình á các bạn có thể thấy được là tình hình khiến cho nhiều bạn lo lắng nhưng mà sáng ngày hôm nay thì khi mà chúng ta nhìn vào tình hình của thị trường chứng khoán nói chung thì mà đều được những chỉ số như là Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq thì cũng đã có cái sự hồi phục trở lại. Nhiều người đó khi khi mà nhìn vào tình hình này đó thì các bạn thấy được là có nhiều cái kết luận được đưa ra ngày hôm qua là tại sao thị trường lại đi xuống cái người thì nói là liên quan đến là cái vấn đề đề xuất thuế của tổng thống Joe Biden đề xuất thuế các bạn có nhớ chúng ta nói tới ngày hôm qua là 39% thuế cho những người nào mà có lời hơn 1 triệu đô la và cái đó là cái phần trăm thuế tính cho đó mà thôi các bạn thì được chúng ta cộng thêm ba cái phần trăm uh, surtax nữa thì cái thuế có thể lên tới là hơn 40% thì đây là một trong những cái lý do mà nhiều người À, chỉ vào để nói là tại sao mà chúng ta lại thấy là thị trường chứng khoán đi xuống rồi sau đó chúng ta lại thấy là thị trường crypto đi xuống và nhiều người lại nói là một chuyện lý do khác dẫn đến crypto xuống đó chính là cái tài liệu liên quan tới một sàn rất là lớn ở Turkey, kỳ đó chính là cái sàn gọi là sàn uh, todex thì đây là một cái sàn mà cái người đứng đầu của sàn ceo đã bị mất tích nhưng mà chúng ta không biết là đâu và bây giờ rất nhiều người đang nói là cái số tiền của họ đã bị đánh cắp đi lên tới là cả trăm triệu đô la thì đây là một cái tình hình cũng tương tự như các bạn cũng đã nhớ là liên quan đến cái sàn thoát cx của canada mà chúng ta đã nói tới rất nhiều trong một năm trước đây thì có phải là vấn đề này dẫn đến thị trường đi xuống hay là không hay là cái tình hình thật hư của cái sàn này như thế nào thì đương nhiên là không biết được nhưng mà cho dù lý do gì đi nữa thì các bạn cũng đã thấy được là thị trường cũng đã đi xuống nhưng mà về cái lý do liên quan đến thị trường đi xuống là tại vì cái đề xuất thuế của tổng thống joe biden khiến cho cả thị trường tài chính phải lo sợ thì khi chúng ta nghĩ lại đó thì cái vấn đề này thường cảm thấy là cũng có nhiều cái điểm vô lý cho nên hôm nay các bạn thấy là chứng khoán đã tăng trở lại. Tại vì các bạn thấy được là chúng ta thấy cái sự ảnh hưởng về cái đề xuất này. Trước hết chúng ta không biết được là đề xuất này có được thông qua hay là không. Hay là cho dù có thông qua đi nữa thì đương nhiên là có phải là Tổng thống Joe Biden muốn con số cao sau đó đàm phán quốc hội để có được cái con số tăng thuế thấp hơn hay là không. Điều này chúng tôi vẫn không biết hay là có một lý do gì đó có thể là không được thông qua nhưng mà chưa được thông qua đi nữa thì nhiều người bây giờ nói là cái phần trăm thuế tăng lên thì có thể là sẽ tăng nhưng mà không tăng nhiều như là mọi người lo sợ bây giờ có thể chỉ tăng lên tới 28 thôi chúng ta cũng đã nói tới trong cái video ngày hôm qua nhưng mà bây giờ đó thật hư là cái thuế có thực sự tăng hay không chúng ta vẫn chưa có biết thêm chi tiết nhưng mà cho dù là cái thuế tăng lên tới 39 phần đi nữa như là chúng ta nói tới thì các bạn thấy được là cái sự ảnh hưởng liên quan tới thị trường tài chính nói chung có thật sự là nhiều như là mọi người lo sợ hay là không tại vì các bạn nên nhớ là cái thuế này chỉ đánh cho những người nào mà có lời rất là lớn có nghĩa là có lời hơn một triệu đô la thì những nhà đầu tư thông thường trên căn bản cũng không cần phải quan tâm tới nhiều về cái luật thuế này và các bạn cũng nên nhớ là thị trường tài chính trong thời gian qua tăng trưởng mạnh không phải là tại vì cái thuế thấp mà tại vì các bạn thấy được là người dân không thể nào kiếm được cái phần lợi nhuận cái phần tiền lời tại vì lãi suất quá thấp dẫn đến là người dân không có thể nào mà mua trái phiếu hay là gửi tiền ngân hàng để mà kiếm lời nữa mà người dân phải tìm cách để mà có lợi nhuận thì cách duy nhất là đẩy tiền vào những tài sản như là các bạn thấy được là chứng khoán hay bất động sản đó là lý do tại sao mà các bạn thấy được là chứng khoán tăng lên trong cái thời gian mà nhiều người cho là tình hình kinh tế bất ổn trong năm qua liên quan đến dịch bệnh và chúng ta nhìn vào cái tài liệu liên quan tới cái thuế tăng áp dụng cái lý thuyết này qua bên thị trường của crypto thì lại càng vô lý hơn tại vì các bạn thấy được là đâu phải ai trong thị trường crypto này cũng là sống ở Hoa Kỳ đâu cái luật này cho dù thông qua đi nữa thì chỉ ảnh hưởng đến thứ nhất là những người Hoa Kỳ nào mà có lợi nhuận cao hơn một triệu đô la thứ nhì nữa là những người nào mà không sống ở Hoa Kỳ thì đương nhiên không có ảnh hưởng các bạn vẫn tiếp tục trả thuế theo cái quốc gia các bạn mà thôi Cho nên khi mình thường suy nghĩ trở lại đó thì những cái thông tin này Thường cảm thấy là ngoại trừ là gây lo ngại ra thì chúng ta không thấy được là cái sự ảnh hưởng thực sự là như thế nào Vì lý do đó hiện bây giờ Thường vẫn không có lo lắng Và cái sự điều chỉnh đợt này đó các bạn thấy được là tuy là bây giờ chúng ta thấy điều chỉnh đã lên tới 26,76% nhưng mà các bạn thấy được là cái phần điều chỉnh này vẫn thấp hơn là cái đợt điều chỉnh tháng 1 của năm 2021 này và bây giờ đó khi mà các bạn lên trên những trang web các bạn lên trên những cái diễn đàn các bạn đọc thì sẽ có rất nhiều những thông tin các bạn thấy được là có người nói chúng ta có thể tiếp tục đi xuống và đi xuống cho đến mức nào nhiều người nói là chúng ta có thể xuống tới mức là 47.000 đô à, nhiều người nói chúng ta có thể xuống tới mức là 32.000 đô như là Peter Brand thì đây chỉ là những cái chẩn đoán mà thôi Các bạn thấy được chúng ta nhìn vào tình hình chung đó Thì những cái mùa tăng trưởng chúng ta đều có nhiều cái đợt điều chỉnh Đây là một chuyện không thể tránh khỏi Và trong năm 2017 đó thì trung bình điều chỉnh là 16 ngày Thì trong cái đợt điều chỉnh này chúng ta thấy là chúng ta đã điều chỉnh tổng cộng là bao nhiêu ngày Các bạn thấy được là chúng ta tính cái đợt điều chỉnh từ cái đỉnh đi Đó chính là ngày 14 tây tháng 4 cho đến ngày hôm nay thì điều chỉnh tổng cộng là 9 ngày các bạn thì được là trung bình năm 2017 thì mỗi lần mà chúng ta thấy cái đợt điều chỉnh là khoảng 16 ngày chúng ta bây giờ chỉ điều chỉnh mới có 9 ngày mà thôi thì bịt con có đi xuống tiếp tục nữa hay là không thì đương nhiên là không có ai có thể dám đảm bảo với các bạn được bản thân Thuần thì bây giờ làm gì thì các bạn cũng đã biết là Thuần thì vẫn tiếp tục trung bình giá tuần này cũng như bình thường mà thôi nhưng mà nếu như mà muốn mua cái số lượng lớn hơn thì thuận muốn đợi coi coi là bịt còn có xuống tới 45.000 hay là không nhưng mà trên căn bản đó, các bạn thấy được chúng ta nhìn vào những cái chữ đón giá như là người này nói là Bitcoin sẽ xuống tới uh, 47.000, người kia nói xuống tới 32.000 và các bạn đọc những bài viết ở trên CBC thì các bạn sẽ thấy được là có nhiều người uh, có nhiều chuyện khác nhau về cái đợt điều chỉnh này nhưng mà hầu hết đều không nói là chúng ta đã kết thúc mùa tăng trưởng này chỉ nói là chúng ta cần phải có sự điều chỉnh trước khi mà tăng trưởng nữa mà thôi và đây cũng là điều mình thường đã chia sẻ với các bạn về cái phương diện là ngắn hạn đó thì những bài nào mà lo lắng đi tìm kiếm thông tin trên mạng thì thường nghĩ là các bạn sẽ càng cảm thấy là bất an hơn tại vì có người nói là Bitcoin sẽ điều chỉnh tới cái mức này sau đó tăng nhiều người nói là Bitcoin sẽ điều chỉnh về tới 30.000 nhiều người thậm chí nói Bitcoin thì điều chỉnh xuống tới 20.000 trước khi tăng trưởng trở lại nhiều người nói thì chúng ta bây giờ là bước vào mùa đông crypto rồi bản thân Thuận thì mà cũng đã biết là Thuận thì bây giờ vẫn không có tin là chúng ta đã bước vào một mùa đông crypto mùa đông sẽ có nhưng mà tôi nghĩ là chưa phải là bây giờ nhưng mà trước khi chúng ta nói tới những cái thông tin chi tiết hơn thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mà đừng quên những cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và như mình nào mà chỉ theo dõi thuần cáp video trên mạng xã hội đó thì các bạn cũng nên bấm vào cái link bên dưới để tham gia theo dõi những cái mạng xã hội như là Telegram channel, Facebook và Twitter để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Và như mình nào muốn tìm hiểu những cái ưu đãi liên quan đến những cái sàn giao dịch hay dịch vụ thì các bạn có thể tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được giảm phí giao dịch giảm 20% phí giao dịch nếu các bạn tham gia vào sàn Binance, tham Holding của Thuận Capital và nhiều ưu đãi hấp dẫn khác như là các bạn có thể nhận được bonus khi mình tham gia vào sàn Margin Bybit và những cái dịch vụ như bạn nhìn thấy trên màn hình như là Probit, LMT FTX, Binance US, BlockFi và CryptoQuant. Chúng ta sẽ không dành nhiều thời gian để mà nói về những ưu đãi này ngày hôm nay Mà thường muốn trở lại để mà nói về cái tình hình là Nếu các bạn lo lắng đó, các bạn lên trên những cái trang web của bạn đọc thì sẽ càng lo lắng hơn tại vì mỗi người sẽ có mỗi suy nghĩ trong thời gian ngắn hạn đó thì các bạn thấy là thực sự là không thể nào mà chúng ta có thể đoán được giá cả sẽ như thế nào. Ngay cả các bạn thấy được là Isaac Newton cũng đã từng nói là I can calculate the motion of heavenly bodies but not the madness of people. Có nghĩa là tôi có thể tính toán được cái sự di chuyển của thiên thể trên trời nhưng mà tôi không thể tính toán được cái sự điên rồ của loài người thì các bạn được ngay cả Isaac Newton cũng đã từng bị mất tiền trong thị trường tài chính à, thì chúng ta thấy được là trong thời gian ngắn hạn này các bạn không thể nào mà có thể biết được là ngày mai như thế nào ngày mốt như thế nào nhưng mà trong cái thời gian dài hạn đó mới là điều mà các bạn cần phải quan tâm đến giống như là các bạn thấy được dự báo thời tiết đi các bạn thấy là dự báo thời tiết thường hay sai. Tại vì dự báo thời tiết cho ngày mai, ngày mốt tuần tới là có mưa hay không mưa, nắng hay không nắng, thời tiết là bao nhiêu độ thì các bạn thấy là có ngày đúng có ngày sai. Nhưng mà khi mà các bạn thấy được chúng ta nhìn vào cái dự báo là xa hơn giống như là các bạn thấy được là bây giờ là chúng ta đang là ở tháng 4 thì thường có thể dự báo với các bạn là tháng 7, tháng 8 thì ở Hoa Kỳ nhất là Cali, thì sẽ rất là nóng. Thì các bạn thấy được là điều đó sẽ xảy ra và sẽ trở thành hiện thực Tại vì khi mà các bạn nhìn vào cái thời gian xa hơn các bạn dự đoán đó, thì những cái yếu tố trong cái thời gian hiện tại sẽ không có sự ảnh hưởng lớn đối với cái thời gian tương lai xa hạn hơn. Cho nên các bạn rất khó để mà dự đoán được là ngày mai, tuần sau, thời tiết như thế nào. Nhưng mà nếu như mà thường hỏi các bạn là bây giờ, các bạn nghĩ là tháng 12 của năm nay thì thời tiết Cali sẽ như thế nào? thì bạn có thể nói là tháng 12 kali thì có thể là lạnh trung bình thì chúng ta có thể thấy được là cái độ có thể xuống ban ngày là khoảng chừng là 65 độ F thì bạn thì được là dễ dàng hơn khi mà bạn chuẩn đoán xa hơn thì chúng ta nhìn vào giá cả cũng như vậy các bạn thì được giá cả thị trường đó thì chuẩn đoán ngắn hạn rất là khó cho nên trên đầu này chúng ta không có nói về trận đoán ngắn hạn tại vì trận đó ngắn hạn các bạn có thể thấy được là cái yếu tố hên xui rất là nhiều và cái yếu tố nhỏ có thể làm ảnh hưởng rất lớn trong thời gian ngắn hạn cho nên không ai có thể đoán được nhưng mà trong cái thời gian dài hạn hơn thì các bạn thấy được là giá cả của tài sản thường đi theo chu kỳ cho nên chúng ta có thể là đưa ra những cái lập luận là khi nào thì chúng ta mới có thể thấy là giá cả sẽ có cái dấu hiệu là điều chỉnh và chúng ta khi nào mới thấy là dấu hiệu là thị trường sẽ tăng trưởng bull market trở lại. Cho nên trong vòng 4 năm qua thường đã chia sẻ rất nhiều những thông tin là các bạn thì được là sau ngày Hoa thì bao nhiêu tháng trung bình sau đó chúng ta mới thấy thị trường sôi động trở lại và sau đó thì khoảng chừng bao nhiêu thời gian thì chúng ta mới bắt đầu là bước vào cái mùa đông crypto và những dấu hiệu gì chúng ta cần phải quan tâm đến đây là những điều mà thường thấy chia sẻ với các bạn tại vì chúng ta nhìn vào cái thời hạn xa hơn chúng ta nhìn vào những cái chu kỳ